Hàng mới về, hàng mới về. Anh em này, quả hàng nọ gãy này. Rồi, carbon gì mà tét chuẹt này. Rồi, có mỗi quả bát với quả khuyên nào chắc là để nắp vào cần khác thôi. Bát với khuyên chung vẫn ngon lắm. Gãy tan tành. Không còn khúc nào luôn đấy. Dập mà một đốt này, hai đốt, ba đốt. Áo đứng mỗi hình một đốt ở đồng mỗi đốt ở giữa giữa này không gãy. Thế này là Thảo mới về. Chủ nhật chuẩn bị câu tiếp anh em ạ. Con này còn con Komodo USA. Đấy. Đọc hộp cho anh em xem quả Komodo USA sẽ trông như nào nhé. Rất là hồi hộp. Đang rất là hồi hộp anh em ạ. Chờ bao ngày mới về. Chờ bao ngày này. Bóc tem bằng con dao phóng lợn. Cần thủ mà không có cần thì cảm giác nó rất là bí bách nhỉ. Hôm nọ em phải nắp cả nãy nục vào cần đơn em đi cổ cá các bác biết rồi đấy. Đó. Được cái là mấy ông này giao hàng cần thì rất là ok. Cái PC là PC thấy nó cứng chứ không có mềm mềm như các loại cần không nọ. Cho em thấy gửi toàn các loại PC mà nhựa nó mềm. Ấy à. Ui cần nó dài thế mệt. Ui à. Ui dài hơn cả cái cần cũ của em không các bạn. Này các bạn nhìn xem. 4m50. Dài hơn cần cũ luôn đấy. Rất là xịn sò. Nói chung là anh em đi đi câu thì cái sở thích là một chuyện nhưng mà vẫn là phù hợp với túi tiền của mình nữa. Em thấy nhiều bác cứ bảo là phải cần ấy mấy triệu vài chục triệu mà đi câu thì nó cũng tất nhiên nó sướng sướng hẳn rồi nhưng mà cái kinh tế của mình nó để phù hợp thì mình mới dám chơi nó cần đấy nha. Còn đâu mình thì chơi loại này là cũng rất ok rồi. Thấy nhiều anh em trên mạng đánh giá cái này rất là tốt. Ui 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 có bát nó trông ngon thật. Và nhìn so với bát cũ thì cũng là cái bát này nó dày hơn rất là nhiều. Ai à, trông chất lắm. Nhà mình là bộ khuyên nó đẹp này cơ mà. Đúng là chưa em thấy cái khuyên này của em đã thấy rất là ngon rồi. Nhưng mà khuyên này còn ngon hơn. Cũng tiền nào của ấy thật. À, ra kia rút cho anh em xem nhé. Ui, anh em nhìn 4m50 trông ngon chưa? Cần này em thấy nó cứng hơn cần cũ của em rất là nhiều các bác nhá. Theo độ cứng 4-5 như vậy. Nhưng mà chỉ đạt khoảng BXT thôi. Phải qua xem em vậy cần nhá. Em thấy nó cứng lắm. Cứng hơn cần cũ rất là nhiều. Được. Cái cần này câu chắc là ngon lắm này. Rất là ngon đấy. Nhìn vậy nó rất là cứng. Còn nó độ bền thì chưa biết thế nào. Thấy anh em đánh giá trên mạng là rất là bền. Đó. Chủ nhật đi pha con này cho các bác xem nhé. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Chào hẹn các bạn.